Hai guys, pasangan ganda putri asal Indonesia, Gracia Poli dan Apriani Rahayu berhasil lolos ke partai final Olimpiade Tokyo 2020. Pertandingan yang berlangsung di Musashino Sports Plaza hari ini, Sabtu 31 Juli 2021, pasangan ganda putri Indonesia mengalahkan Korea Selatan dengan straight game lewat skor 21-19 dan 21-17. Gracia Poli dan Apriani berhasil menyingkirkan wakil dari Korea, yaitu Lee So-hee dan Shin Seung-chan. Dengan lolosnya, Gracia Apriani membuat mereka berdua satu langkah lagi menuju sejarah baru dalam cabang olahraga bulu tangkis di Indonesia. Mereka mempunyai peluang menjadi pemain bulu tangkis ganda putri Indonesia pertama yang akan berhasil mendapatkan medali emas dalam sejarah Olimpiade untuk Indonesia. Kita lihat cuplikannya, guys. Vào thay vợt trong 3 nhịp và cuối cùng lại một pha đôi công cầu bền.
hỗ trợ cho đồng đội rất tốt. Phòng vợt của Indonesia đã bắt đầu bứt lên. Chưa thể ép được đối thủ, mắc sai lầm. Vì thế đây có lẽ là pha đôi công cầu bền dài nhất của trận bán kết này. Đã có một đôi vợt đổi hướng. Những tình huống đẩy cầu về cuối sân. Liên tiếp là các góc sân. Cứu cầu tầm thấp tốt.